chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì hôm nay Thiên sẽ mang lại cho mọi người một phiên bản mới của Agnos CS550. Đó chính là em này, KSNet 550. Thì em này có chức năng và cấu tạo cũng khá là giống với lại em CS550, nhưng mà nhà sản xuất đã thêm vào nhiều tính năng rất là đặc biệt. Và cùng hãy cùng đón xem video này, cùng Thiên khám phá xem là loa này có gì đặc biệt ha. Thế và bây giờ Thiên sẽ nói sơ qua về cái phần thiết kế của em này ha. Và có ngoại hình cũng khá giống CS550, thì em này cũng có thiết kế hình hộp chữ nhật. À, mình xin lỗi, là hình vuông ha. Và ở phía này là màn lưới, tấm màn lưới bằng vải. Ở trong cũng kết hợp là gồm 4 lo bát và 6 lo chép ha. Thì 4 lo bát sẽ nằm ở 4 góc phía này, và lo chép sẽ trải dài ở đây ha. Và với công suất có thể mang lại là 300W. Đây là công suất RMF theo của hãng Agnos đưa ra ha các bạn. Và để xem thử công suất như thế này ở ngoài trời như thế nào thì các bạn chờ xem ở phía sau. Sau khi mà mình nói xong về phần thiết kế thì mình sẽ test thử nhạc ở nó ngoài trời như thế nào ha. Và em này có bao bọc là một em lo thùng gỗ nha mọi người. Bao bọc phía ngoài của nó là một lớp da đen ha. Và ở trên là có vòi sắt, cùng với đó là kết hợp với hai tay sách ở hai bên. Hay ha, mình có thể dễ dàng di chuyển nó. Và trọng lượng của em này cũng tầm khoảng là 25kg ha. Và mình sẽ quay lại mặt sau cho các bạn xem cái bo mạch ha. Thì đây, đây là cái bo mạch ở đây của loa này. Đặc biệt là người ta chia làm hai phía, là ở phía dưới, ở phía trên là các nút hiệu chỉnh âm thanh, và phía dưới là các nút như là nút nguồn và các cổng vào ha. Thì ở đây mình sẽ nói nhanh qua thôi, là ở đây là nút nguồn nè, đây là các nút hiệu chỉnh, thì ở đây là nút mode để điều chỉnh chế độ của nó sang chế độ Bluetooth hay là cổng vào line in hoặc là cáp quang ha. Cái đó là những nút như là tu lại bài nè, và tạm dừng, nét bài. Còn đây là cổng vào line in ha. Ở đây là lỗ để các bạn kết nối vào Smart TV, và ở đây là mic để cắm guitar ha. Và đặc biệt ở phiên bản này thì người ta đã thêm vào cổng HDMI, các bạn có thể kết nối với TV và biến nó thành như là một dàn karaoke tại nhà. Đây ha. Và ở đây cũng có những cái như là đấu sạc nguồn vào bình ắc quy 12V. Đây. Và ở đây là sạc nguồn chính vào điện ha. Ở đây thì có màn hình LED để có đèn LED để báo hiệu là pin nó đang ở mức nào. Và em loa này xài trong vòng từ 3 tới 4 tiếng tùy theo mức âm lượng mà các bạn sử dụng, và thời gian sạc của em nó là từ 6 tới 8 tiếng. Và đặc biệt là đặc điểm của em loa này là các bạn khi mà sạc điện á, thì có những ngày các bạn sẽ không xài nhưng mà vẫn phải sạc điện cho em nấy, tại vì em này có chế độ tự động xả điện khi mà không sử dụng, nên là để bảo quản em loa này tốt và không bị hư mau hư bình thì các bạn cứ mỗi ngày, nếu như không sạc thì các bạn cứ cắm qua đêm và sáng mai rút, đến khi nào các bạn sử dụng thì thôi. Đây là cách để bảo quản một cái loa tốt nhất có thể. Và để không nói nhiều về cái phần thiết kế nữa, tại vì em này cũng có thiết kế cũng khá là giống của CS550 rồi, thì mình sẽ sang phần phụ kiện ha. Ok, và đi cùng phụ kiện đi cùng của em này là phụ kiện chuẩn của Agnos đưa ra ha các bạn. Ở đây có hai micro UHF. Đây ha, mình tháo siêu luôn tại vì con loa này mình mới đập hộp thôi. Đây thì em loa, thì em micro này cầm cũng khá là chắc tay và kim loại, và ở phía trên cũng có thiết kế là G chống lăn ha. Và cái phần âm thanh mic thì mình sẽ test sau khi mà mình nói xong cái phần phụ kiện này ha. Ở đây chúng ta được trang bị thêm cái cổng vào HDMI ha các bạn. Và trên đây là một điều khiển. Và đặc biệt là cái điều khiển này có cả bàn phím ở phía sau để các bạn điều chỉnh khi mà các bạn kết nối với lại TV, thì các bạn có thể tự động lựa bài ở trên đó ha. Rồi, và dưới đây là các dây để cắm sạc ha. Và nhà ngoài ra người ta còn trang bị cho mình sẵn là hai cục pin để gắn remote và 4 pin để các bạn gắn hai micro ở cái nằm phía này. Thì ngoài ra còn người ta còn trang bị cho mình là phiếu bảo hành và một cuốn sổ hướng dẫn. Thì mình cảm thấy là cuốn sổ hướng dẫn này cũng khá là đầy đủ và chi tiết, thì các bạn có thể khi mà các bạn tham mua em nó về thì các bạn có thể tham khảo trong đây, vì sổ hướng dẫn này bằng tiếng Việt ha, thì nó sẽ mô tả hết tất cả các chức năng của em này có trong đây. Và hiện tại thì mục đích của mình video ngày hôm nay thì mình sẽ test cái em loa này ngoài trời xem thử âm thanh và coi như là công suất của em nó như thế nào. Thì cái phần phụ kiện hoặc là những cái chức năng như là HDMI thì mình sẽ làm ở một video sau để hướng dẫn chi tiết hơn về những chức năng này ha.
Ok ha, và bây giờ mình sẽ chuyển sang phần là test âm thanh của nhạc. Và để xem thử cái em loa này với công suất là 300W và cùng với hệ thống là 10 loa như thế này, thì ở ngoài trời thì âm lượng của nó sẽ vang dội đến cỡ nào ha. Và mình sẽ test một bản nhạc remix cho mọi người nghe. Và ở đây mình sẽ để volume điện thoại là mic và volume của loa mic luôn ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần test thử âm chép của nó như thế nào, thì mình sẽ mở nhạc trữ tình cho các bạn nghe ha. Và cũng để âm lượng là max luôn ha. Ok, và sau khi mà mình test được hai bản nhạc, một bản là remix và một bản là nhạc trữ tình ha, thì mình có theo cảm nhận của mình thôi, thì về cái âm bass á, thì khi mà mình nhớ nhạc remix thì các bạn có thể cảm nhận được là âm bass khá là lớn và đánh rất là chắc âm và nghe trầm sướng, ta nói nó cực kỳ sướng tai luôn mọi người. Và khi mà mình chỉ ngồi cái bên thôi là mình cũng có cảm giác được bị ép tim ha. Và cái sức của em này đánh ra là cực kỳ lớn, và những cái hông kế bên thì có cái lỗ để thoát bass, thì mình cảm thấy là cái luồng gió nó đánh ra rất là mạnh. Và các bạn có thể cảm nhận được qua cái bài nhạc đó hồi nãy mình có test ha. Còn về phần nhạc trữ tình hoặc là những cái bài như rumba thì các bạn có thể thấy là nó chẳng thua gì một ban nhạc sống ha. Nó nãy mình có đi ra xa thì cái âm lượng của nó cũng không hề thay đổi, vẫn cũng rất là vang, và mình có thể cảm nhận rõ được cái độ vang nó khi mà ở phía ngoài trời xa này. Các bạn có thể đi ra xa một khoảng cách như vậy và các bạn có thể cảm nhận được một vang của nó ha. Và cái tiếng chép của nó cũng khá là trong và không bị quá chói tai ha. Ok, và bây giờ mình sẽ gửi cho các bạn một cái tiết mục khá là đặc biệt, và mình đã mời thêm khách mời về để làm cho video này càng xem sống động ha. Thì các bạn sẽ đã nghe mình nói nhiều về cái việc mà có mỗi cái loa có chắc cắm guitar, thì hôm nay mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng cái khi mà cắm đàn, cắm nhạc cụ vào và vừa hát và vừa đệm đàn thì cái chất lượng nó như thế nào ha, khi ở ngoài trời này. Khi nắng phai nhạt cuối xuân, tim nghe nao nao trong lòng dần nhớ em hỡi. Khi dòng gió yêu đêm trong cô đơn là lúc xa xao ngàn tin yêu. Người yêu ơi, dần trong tim yêu em lòng không phải tìm đôi ta ngày mai sao. Người yêu ơi, một lòng không phải lòng muốn nói dần đi kỹ thế sẽ mãi yêu tròn đời. Tình khó nói nhiều sóng gió.
năm dần mãi trôi, tình yêu đôi ta tan vào cõi hư vô. Yêu em mãi yêu em sau nhiều trái ngang, tình yêu đến cho tôi làm con tim chơi vơi. Ngàn tin yêu người tôi yêu ơi, dần trong tim yêu em nồng say. Lòng muốn nói dần hết kỷ, thế giới mãi cho đời không hề đổi thay. Tình khó nói yêu sóng gió, nào biết chưa trên đường đời bao điều đổi thay. Tình là chi, đời là chi, phai nhạt cuối sân, tim nghe nao nao trong lòng gian nhớ em. Hy vọng anh vẫn giữ cho em dù biết em cũng mong. Hy vọng thêm đau đớn nhiều cũng không sao, anh chẳng sao. Hy vọng em ở nơi có nắng lung linh, đừng nước mưa thế này. Hy vọng em có mang chút ký ức về anh chỉ thế thôi. Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời làm thành bóng mưa đổ ngang suốt đời. Chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng dù phải đau. Dù là giấc mơ ngàn kim không thành, chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hy vọng, vẫn hy vọng. Ok, và sau khi mà các bạn trải nghiệm được các mình qua những thử bài test âm thanh về âm bass nè, âm chép và kể cả hát karaoke, và đặc biệt là tiếng một không thể bỏ qua đó chính là đàn guitar của kết hợp cùng với em Loa này, thì thông qua cái trải nghiệm của mình thì theo mình á là cái loa này thật sự là đem ra ngoài trời rất là to ha, không thua kém gì những dòng loa 4-5 tấc khác. Thì với cái cấu tạo hệ thống loa rất là đặc biệt là 10 loa kết hợp lại, và mình khi mà nghe những bản nhạc gì remix mình có thể nghe được tiếng bass rất là trầm và ấm, đánh rất là chắc âm ha. Và khi mà mình ngồi cũng cái clip hồi nãy các bạn cũng có thể xem rồi, là mình ngồi kế bên cái loa thì mình cũng có thể cảm nhận được cái sức ép tim ha. Và về phần âm chép thì các bạn khi mà nghe những bài nhạc trữ tình hoặc là rumba chẳng hạn thì bạn nghe rất là khá là ấm và trong, cái âm chép rất là trong ha. Và đặc biệt là khi mà hát chung với lại nhạc cụ thì cũng khỏi bàn luôn, là rất là ok khi mà ở không gian ngồi rộng lớn như thế này. Thì em loa Agnos KSNet 550 này thì còn có nhiều chức năng hơn nữa, đó chính là có thể giúp bạn biến căn phòng của bạn thành một cái phòng karaoke chuyên nghiệp giống như là những cái quán karaoke ở bên ngoài ha. Và về những chức năng nó còn thêm vào nữa là chính là cổng HDMI, các bạn có thể kết nối với TV ngồi và các bạn có thể hát những bài hát online hoặc là offline thông qua cái app là Cloud Karaoke ha. Và về những cái phần và những cái chức năng này thì mình sẽ hẹn các bạn vào cái video sau, thì mình sẽ làm chi tiết hơn về cái việc mà sắp đặt em loa này cùng với TV và thử nghiệm cái hát karaoke thông qua cái app của em loa Agnos này ha. Và hiện tại em Agnos KSNet 550 này có giá là 12.500.000 đồng. Thì các bạn nào thích thú hoặc là muốn biết thêm thông tin chi tiết về em này thì cứ việc nhấp cái đường link ở phía dưới mình đã để sẵn, và các bạn muốn tư vấn nhiệt tình hơn nữa thì các bạn cứ để lại comment ha. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Linh Kiện Store nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sắp tới. Tạm biệt.